Xin chào mọi người, mình tên là Hoàng Yến. Năm nay mình 32 tuổi và nghề nghiệp của mình là diễn viên tự do. Công việc của mình thì các bạn biết rồi đấy, nghề diễn viên thì phải đi khá là nhiều nơi này, tiếp xúc ánh nắng mặt trời và bụi bẩn rất là nhiều, và thức đêm dậy sớm là cái chuyện bình thường, nên là ảnh hưởng tới rất nhiều cái làn da của mình. Trước đây thì mình cũng dùng rất là nhiều biện pháp để bảo vệ cái làn da của mình này, nhưng mà nhiều khi là mình cũng bị lười, hoặc là phải quay cường độ làm việc quá nhiều, nên mình cũng không thể nào lúc nào cũng bôi kem chống nắng được, và không thể lúc nào cũng đội mũ được. Và khi mà về nhà thì quá là mệt mỏi rồi, cũng không có nhiều thời gian để chăm sóc cho cái làn da của mình nữa, nên là cũng khá là khó khăn trong cái việc chăm sóc cho cái làn da của mình. Tình trạng nám của mình thì xuất hiện khá lâu rồi, nhưng mà mình không có để ý nhiều. Và sau khi mình sinh em bé thì những cái vết đấy càng ngày càng dày đặc lên, và bắt đầu từ lúc đấy mình mới quan tâm đến làn da. Và lại còn do tính chất công việc của mình nữa, nên là cái làn da của mình càng ngày càng xấu, và nám và tàn nhang này rồi mụn này càng nhiều. Biết đến sản phẩm Formehab này là cũng do là đi làm phim, và có một chị bạn đã dùng sản phẩm này rồi và tư vấn cho mình. Nên là lúc đầu thì mình cũng nói là thôi em cũng dùng nhiều loại rồi, bây giờ không biết là có hiệu quả không. Thì chị bảo là đây, da của chị đây, chị đưa cho mình xem, và mình thấy là đúng là làn da của chị cải thiện. Sau 6 tháng sử dụng thì các bạn nhìn da của Yến đi. Hiện tại bây giờ thì làn da đẹp hơn so với trước rất là nhiều rồi. Nám thì mờ này, và trang điểm nó cũng đã mịn màng hơn rất là nhiều. Và cái đặc điểm mà Yến thích nhất ở bộ sản phẩm Formehab này đó chính là có hai sản phẩm kem ngày và kem đêm. Bình thường những cái sản phẩm trị nám trước đây mà Yến dùng ấy thì chỉ có một lọ và bôi vào ban đêm thôi, nhưng mà cái dòng sản phẩm này thì có ban ngày và ban đêm. Lọ ban ngày thì nó sẽ cấp ẩm này, giúp làn da của chúng ta mềm mại này, và có kem chống nắng nữa, nên là mọi người rất yên tâm, bảo vệ da rất tốt nhé. Dòng ban đêm này có thành phần trị nám này, nên là dùng rất là thích và hiệu quả. Như các cái dòng sản phẩm trước Yến dùng thì dùng xong cái da mình rất là khô, nhưng mà dùng xong sản phẩm này thì Yến thấy làn da của mình vừa dưỡng trắng này, vừa dưỡng ẩm này, lại còn trị nám nữa. Sau khi dùng cái sản phẩm này thì mỗi lần Yến đi quay bây giờ thì bạn bè đều ngạc nhiên về cái làn da của Yến, nám mờ đi này, trắng lên này, hồng hơn này, và mịn màng hơn. Và Yến cảm ơn dòng sản phẩm Formehab này đã giúp Yến có một làn da mịn hơn này, trẻ hơn này, và mờ nám này. Và Yến cảm thấy quá là tự tin và ưng với cái sản phẩm này.